Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Kể Chuyện Hay. Nhắc đến Napoleon thì ai cũng biết ông là một vị tướng kiệt xuất, một vị hoàng đế tài ba từng thống lĩnh cả châu Âu. Nhưng ít ai biết đến về đời tư của ông. Ngày hôm nay mình sẽ khai thác một khía cạnh rất là mới, đó là vợ đầu tiên của Napoleon, bà Josephine. Đằng sau sự thành công của người đàn ông là bóng dáng của người phụ nữ. Nếu không có Josephine thì có lẽ Napoleon không đạt được thành tựu rực rỡ của năm xưa. Tuy nhiên thì bà cũng cắm cho ông một cái sừng. Sự tình như thế nào, chúng ta hãy cùng đón xem sau đây. Josephine sinh năm 1763. Bà tên đầy đủ là Mary Joseph Ruth Thatcher de la Bagerie. Tên dài như thế này hồi xưa chỉ có gia đình quý tộc họ có thôi. Mary Joseph Ruth, đó là tên của bà. Còn The Thatcher, The Labagerie có nghĩa là gia tộc Thatcher ở vùng Labagerie. Sau này Napoleon chỉ thích gọi bà là Josephine, thì mình sẽ gọi là Josephine luôn để các bạn dễ hiểu. Bà Josephine này lớn hơn Napoleon đến tận 6 tuổi. Bên cạnh đó còn có cả một đời chồng và hai đứa con. Gia đình của Josephine là quý tộc, mà quý tộc ở một cái hòn đảo thuộc lãnh hải của Pháp. Hòn đảo này tên là Martinique. Nó nằm ở tận vùng biển Caribe. Hồi xưa dân Pháp mà họ muốn ra hòn đảo này thì phải đi bằng thuyền. Thời đó tàu thuyền đi phải mất một tháng trời. Bây giờ đi bằng máy bay á thì mất hơn 8 tiếng bay. Nói để các bạn biết cái hòn đảo này có vị trí xa như thế nào. Được Pháp khai phá thuộc địa vào năm 1635. Gia đình của bà Josephine trên đảo á là quý tộc trồng mía. Tuy nhiên khi Josephine được khoảng 4 năm tuổi á thì trên hòn đảo gặp một cái cơn bão. Cơn bão này lớn lắm, phá hủy gần như tất cả mọi thứ. Và từ đó trở đi thì gia đình bà bị mất nhà mất cửa, sống trong nợ nần. May mắn cho gia đình của Josephine, bà có một người dì. Thì người dì này là tình nhân của cái ông thống đốc hòn đảo Martinique. Cái ông thống đốc này nè có một cái cậu con trai tên là Alexandria, là dân chơi nổi tiếng ở Paris. Nhảy đầm xưng số 2 là không ai dám xưng số 1. Đã vậy còn suốt ngày cặp cô này đến cô khác. Lúc bấy giờ cha của Alex ổng nản quá không có biết làm gì, thế là mới nghe lời người vợ bé lấy vợ cho con trai của mình, giống như ông bà ta hồi xưa hay có câu lấy vợ rồi mới an cư lập nghiệp. Cô vợ bé mới giới thiệu cho ông thống đốc người cháu gái của mình. Ban đầu á là giới thiệu cho người cháu gái tên là Catherine, em gái ruột của Josephine. Nhưng không may Catherine qua đời, thế là Josephine thay em lấy Alexandria. Năm đó cô 16 tuổi và chàng trai này 19. Mà khổ nỗi Alex không có thích cái cô Josephine này. Alex chê Josephine á, là quê mùa, là ít học, là dân nhà quê. Chừng nào tật nấy suốt ngày cũng đi la cà lêu lỏng. Rồi Alex vào quân ngũ theo con đường binh nghiệp giống như người cha thống đốc. 4 năm đầu sau cuộc hôn nhân thì cái thời gian mà Alex gặp Josephine chỉ vỏn vẹn đâu đó khoảng 10 tháng. Và 10 tháng đó đủ để cho Josephine mang thai đến 2 lần. Người con trai đầu lòng đặt tên là Eugene, thì sau này trở thành con nuôi của Napoleon và phó vương của nước Ý. Người con gái thứ hai đặt tên là Hortense. Khi mang thai cô con gái thứ hai, Josephine đẻ sớm khoảng 1 tuần rưỡi. Nghe đến đây các bạn sẽ nói là trời, thằng cha này nhảm, đẻ sớm có 1 tuần rưỡi à, có cái gì đâu mà đáng nói. Mà cái thời đó tội cho người phụ nữ lắm các bạn ơi, đẻ sớm hay sinh non là một cái tội đó. Ông chồng Alex có một cái cô nhân tình. Mà các bạn cũng đừng có ngạc nhiên làm gì, cái thời đó quý tộc có nhân tình nhiều lắm. Nghe nhân tình của mình nói là vợ ông Josephine ở nhà ngoại tình mới có em bé và bây giờ sinh ra đứa con thứ hai. Đúng 9 tháng 10 ngày trước cái thời điểm sinh em bé thì Alex ở trong quân ngũ và chưa về. Mới nghe đến đó thì Alex tức lắm, sẵn là không có thích vợ mình nên là Alex trở về Paris, cáo buộc vợ của mình ngoại tình và đẩy bà vào một nữ tu viện. Trong cái rủi thì có cái may, tu viện này là nữ tu viện dành cho các phụ nữ quý tộc mà không may thất thế. Chính trong cái thời gian ở tu viện này mà giúp cho Josephine rèn luyện được bản thân cứng rắn hơn, bên cạnh là có được cái mối quan hệ với rất nhiều phụ nữ quý tộc. Ở trong tu viện được một thời gian thì Josephine đâm đơn kiện chồng mình là vu khống. Cuối cùng Josephine thắng kiện. Mà các bạn biết á, cái thời đó thì cái quyền của người phụ nữ luôn luôn thấp hơn đàn ông. Thắng kiện cả người chồng quý tộc của mình thì các bạn thấy là cô này có cái nghị lực sắt đá đến mức độ cỡ nào. Để rồi hai người đi đến quyết định ly thân.
thời Trung Cổ, việc ly hôn hết sức khó khăn, không giống như xã hội hiện đại bây giờ. Josephine nuôi hai con bằng tiền trợ cấp của Alex. Tuy nhiên thì lâu lâu Alex lại dở chứng. Alex luôn có cái suy nghĩ là cái người con gái thứ hai không phải là con của ông, nên là lâu lâu ông lại không có đưa tiền. Josephine thường xuyên gặp cảnh túng thiếu. Chính trong cái hoàn cảnh khó khăn và tuyệt vọng như vậy đã làm cho Josephine ngày càng mạnh mẽ, ngày càng cứng cỏi hơn. 5 năm sau, vào năm 1789 thì cách mạng Pháp nổ ra. Alex theo phe cách mạng và quyền lực của ông lên đến gần như là đỉnh điểm. Alex trở thành chủ tịch quốc hội lâm thời của Pháp vào năm 1791, rồi tổng tư lệnh quân đội. Tuy nhiên, sau khi thất bại trong trận bao vây Thành Manh năm 1793 thì Alex bị buộc tội phản quốc. Hồi xưa trong chiến tranh, các tướng thua trận thường bị buộc tội phản quốc, bởi vì đế quốc của mình lớn mạnh như vậy làm sao mà thua được, chỉ có tướng quân tạo phản thì mới thua thôi. Những người cầm quyền họ làm như vậy để yên lòng dân, để dân tin tưởng vào những nhà cầm quyền. Alex bị bắt bỏ tù đã đành, người ta còn bắt luôn cả Josephine vì những mối quan hệ và những ảnh hưởng chính trị của Josephine thời đó. Ở tù sau vài tháng thì Alex bị đem ra quảng trường Concord và hành hình cùng thời gian với vua Louis XVI. Rất may mắn cho Josephine là người đứng đầu chính phủ lâm thời bị hạ bệ, vì ông đem quá nhiều xáo trộn cho Pháp. Thời kỳ đó người ta gọi là thời đại khủng bố, kéo dài từ năm 1793 đến năm 1794. Josephine lúc bấy giờ được trả tự do chỉ sau khi chồng mình bị hành hình đúng 5 ngày. Vì vẫn là vợ chính thức của Alex nên bà kế thừa toàn bộ tài sản của ông, trở thành người phụ nữ quý tộc giàu có. Cùng các mối quan hệ của mình, bà trở thành người phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất nước Pháp lúc bấy giờ. Josephine rất thân với Paul Barras, người có quyền lực nhất nhì trong chính phủ Pháp. Người ta đồn đoán rằng Josephine là tình nhân của ông, nhưng nhiều người lại cho rằng không phải, bởi vì Paul Barras không có thích phụ nữ. Có giả thuyết cho rằng Josephine là thành viên của hội tam điểm, và Paul Barras có mối quan hệ mật thiết bởi vì lợi ích giữa đôi bên. Nhưng có sao đi nữa thì Josephine vẫn là một phụ nữ rất quyền lực. Trong hoàn cảnh đó, bà gặp vị tướng trẻ Napoleon của chúng ta vào năm 1795. Làm sao hai người gặp nhau thì có nhiều cái câu chuyện kể lại. Tương truyền là bà cho người con trai đầu lòng của mình đến gặp Napoleon để xin giữ lại thanh kiếm của chồng cũ. Nhưng cái cách mà con trai của Josephine đến gặp Napoleon khiến ông vô cùng bất ngờ và tò mò muốn gặp Josephine cho bằng được. Người ta bảo rằng Josephine không đẹp lắm, nhưng rất có duyên, Napoleon đã phải lòng bà ngay từ lần đầu gặp gỡ, để rồi ngỏ ý kết hôn vào năm 1796. Có thể thấy là hôn nhân này dựa trên lợi ích của cả đôi bên. Với Napoleon thì Josephine giúp ông bước chân vào hàng ngũ của giới quý tộc cầm quyền. Vì dù gì, ông là một vị tướng rất trẻ, chỉ mới thành danh qua một trận, xuất thân trong một gia đình bình thường ở đảo Kos. Danh tiếng của ông thật ra chưa nhiều. Năm đó ông mới là một vị tướng trẻ 27 tuổi. Nhờ Josephine tác động lên những nhân vật máu mặt mà chính phủ Pháp để ông cầm quân sang các chiến dịch ở Ý, mở ra thời kỳ vinh quang cho ông sau này. Còn về phần Josephine thì bà được gì? Bà có một tương lai hứa hẹn với một vị tướng trẻ tuổi. Vị tướng này sẽ giúp cho bà cũng như gia đình của bà giữ được tài sản và địa vị của mình trong thời kỳ loạn lạc. Tuy nhiên lúc này gia đình của Napoleon cực lực phản đối về đám cưới, đặc biệt là mẹ của ông. Bà không chấp nhận có một người con dâu hơn con trai mình đến tận 6 tuổi đã có một đời chồng và hai đứa con. Ngay cả sự kiện trọng đại như việc Napoleon lên ngôi hoàng đế năm 1804 thì bà cũng giận mà không đến. Nếu các bạn đã từng đi Pháp thì ở trong cung điện Versailles cũng như trong bảo tàng Louvre có bức tranh rất là lớn tên là Lễ Đăng Quang. Trong bức tranh này Napoleon lên ngôi, họa sĩ có vẻ mẹ của Napoleon, nhưng thật ra là do ông yêu cầu chứ bà không có mặt. Napoleon làm mọi cách để cải thiện mối quan hệ giữa hai gia đình, trong đó có cả việc để con gái riêng của vợ lấy em trai là Louis Bonaparte, để rồi con trai của hai người này lên làm vua, xưng là Napoleon đệ tam. Vị vua đã mở đầu cho chiến tranh xâm lược Việt Nam vào năm 1858. Phải kể vậy để các bạn biết rằng ông Napoleon cũng dính dáng tới Việt Nam mình. Còn về Napoleon và Josephine thì tình cảm giữa hai người cũng không tốt. Ban đầu khi đi hành quân, Napoleon có viết cho Josephine rất nhiều thư tình, nhưng Josephine ít khi hồi âm. Lúc hồi âm thì thư của bà đa phần là nhạt nhẽo, có lẽ là do hồi xưa bà không học hành nhiều. Cũng có lẽ là Josephine không yêu Napoleon như ông yêu bà. Người ta còn nói rằng Josephine cắm sừng Napoleon,
và có một phi công trẻ là sĩ quan trung úy. Hai người thường hay thư từ qua lại với nhau. Để rồi một ngày, trinh sát quân Anh bắt được lá thư mà viên sĩ quan này gửi cho Josephine. Ở thời đó thì Anh và Pháp đâu có thích gì nhau, và đặc biệt là người Anh ghét Napoleon lắm, nên họ mới đăng bức thư này cho cả thế giới biết để chọc quê Napoleon là lấy vợ già và bị cấm sân. Sau sự kiện đó thì những lá thư mà Napoleon gửi cho Josephine không còn mùi mẫn như xưa, mà Napoleon thì cũng đâu có vừa, ông cũng có nhiều tình nhân khác. Như trong chiến dịch ở Ai Cập năm 1798, Napoleon có quan hệ với vợ của một sĩ quan cấp dưới, người mà sau này có biệt danh là Cleopatra của Napoleon. Chỉ không có một chuyện này đâu, chiến tích của ông còn lẫy lừng lắm. Josephine còn bắt quả tang là ông lên giường với một thị nữ đúng một tuần trước khi ông đăng quang. Bỏ qua chuyện cá nhân của hai người thì họ vẫn đối xử tốt với nhau. Năm 1799, khi Napoleon trở thành tổng tài thứ nhất cặp đôi chuyển về cung điện Tuileries, mọi người đến Pháp du lịch có vườn Tuileries. Hồi xưa, cung điện nằm ở đó nhưng đã bị đốt vào năm 1871 trong sự kiện công xã Paris. Khi Napoleon và Josephine dọn về cung điện này, bà đã tỏ ra vô cùng khéo léo, thiết đãi những quan khách khi họ đến cung điện có một trải nghiệm không bao giờ quên. Bà Josephine có tài lấy lòng người khác và thu hút hình ảnh của công chúng để cặp đôi họ có hình ảnh và sức ảnh hưởng lớn nhất châu Âu. Điều mà Napoleon luôn muốn có được đến nỗi ông phải thốt lên: ta thắng những trận đánh, còn Josephine chinh phục những trái tim. Đến khi Napoleon đăng quang làm hoàng đế thì Josephine nghiễm nhiên trở thành hoàng hậu. Nhưng lúc này, vấn đề lớn nhất của Josephine là bà không thể sinh nở. Có lẽ là do thời gian bị giam cầm đã cướp đi vĩnh viễn khả năng làm mẹ của bà. Đến năm 1809 thì Napoleon nói thẳng với Josephine rằng ông yêu bà nhưng nước Pháp cần một hoàng tử. Các bạn thấy á, Josephine đâu còn lựa chọn nào. Bà rất đau khổ nhưng phải nuốt nước mắt chấp nhận lời đề nghị ly hôn của Napoleon. Về phần Napoleon thì ông rất tôn trọng Josephine. Ông biết ơn những gì mà bà đã làm cho ông trong quá khứ, nên đã để cho Josephine giữ lại tước hiệu hoàng hậu cũng như toàn bộ tài sản của mình. Tuy ly hôn nhưng Napoleon vẫn gọi bà là người bạn tuyệt vời nhất, người tri kỷ và thường xuyên thư từ cho bà. Một năm sau, Napoleon lấy vợ mới là công chúa nước Áo, có với cô này một người con trai. Ông đem con trai của mình đến thăm Josephine, ôm đứa bé trong tay mà Josephine hai hàng nước mắt tuôn trào. Đó là tất cả những gì mà bà mong muốn có được với Napoleon sau ngần ấy năm, nhưng không thể. Tuy nhiên, Napoleon vẫn thỉnh thoảng đến thăm Josephine mà không báo trước, như một ngày tháng 4 năm 1812, trước khi ông mở chiến dịch sang Nga. Trận này thì ông thua thảm hại nè. Để rồi khi thất thế, cả châu Âu quay lưng lại với ông, hợp sức tấn công và đẩy ông sang đảo Elba vào mùa xuân năm 1814. Josephine vĩnh viễn không còn gặp ông nữa. Khi đánh đến Pháp thì gia hoàng Alexander đệ nhất, ông này là kẻ thù của Napoleon, có gặp Josephine và vô cùng ngưỡng mộ tài hoa của bà. Hai người dường như đồng điệu với nhau về nghệ thuật và trở thành bạn. Gia hoàng vẫn để cho Josephine giữ lại tước vị, tài sản cũng như tất cả mọi thứ. Qua đó chúng ta có thể thấy Josephine giỏi đến mức độ cỡ nào. Tháng 5 năm 1814, khi đang dạo bước trong vườn thì bà ngất xỉu, qua đời không lâu sau đó vì viêm phổi. Kết thúc cuộc đời một người phụ nữ phi thường, từng bị chồng bỏ, phải vào nữ tu viện, rồi vượt qua tất cả để trở thành bà hoàng của nước Pháp. Vào giây phút cuối đời của Napoleon trên đảo Helena, câu cuối cùng ông nói trong yếu ớt: nước Pháp, quân đội, thống lĩnh quân đội, con trai ta, Josephine. Sau khi liệt kê những thứ ông quan tâm nhất trong cuộc đời, Napoleon trút hơi thở cuối cùng vào một ngày tháng 5 năm 1821, khi trong lòng vẫn nhớ về Josephine. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện về người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của Napoleon. Hy vọng câu chuyện đem cho bạn phần nào giá trị lịch sử của nhân loại. Nếu thấy hay, hãy like, comment và đăng ký kênh để đón chờ những tập tiếp theo.